trời. Nước của anh trai và bóc của chị gái. Quá là một ngày đẹp trời. Ê, phim này có giới hạn rồi nè. Đây nè. Hả, phim nào vậy? Mốt lên mặt xem họ mới mua vé. Thí chủ có lean không vậy? Câu chuyện đời tôi nó là như vậy đó. Tôi đã từng đứng ở trên cao, nhưng bây giờ tôi phải đứng như cái xe bắp lao dao này nè. Anh, tụi em hiểu rồi. Tụi em hứa sẽ không bao giờ coi phim lậu nữa. Cảm ơn mọi người. Anh bán ba.